Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, em Mai Phương, cameraman kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang. Hôm nay thì em có trở lại với chỗ của chú Phương ở của chú Phương ở kế sách Sóc Trăng với cô chú anh chị nha. Giao lưu hôm nay mình có một số phôi mai ha, cô chú anh chị đế cũng khá là quái lùng lực. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho chú ạ. Mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chú giúp em nha. Dạ đây là một số phôi xíu nữa là chú sẽ giao lưu cùng với cô chú anh chị mình ha. Cây bonsai lùng lực đế quái đủ kiểu đủ dáng luôn nha quý cô chú anh chị. Giá giao lưu hôm nay cũng rất là hữu nghị luôn, cô chú anh chị mình ưng ý liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chú giúp em nha. Em mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu phôi mai hôm nay của chú Phương luôn ạ. Dạ con xin chào chú Phương ơi. Rồi chào cô Phương. Hôm nay tôi trở lại làm một cái video mới, muốn giao lưu với quý vị 20 phôi mai. Lời đầu tiên muốn chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Rồi bây giờ cũng xin phép quý vị vô cái phôi mai đầu tiên. Rồi mình vô đầu clip luôn với cô chú anh chị ha. Mã số 1. Rồi mã số 1 là phôi mai vàng cây này. Hai cây nó dính lại cũng quá quái không? Đây là hai cây nha quý vị. Hai cây này nè, nếu mà quý vị có thể tách ra được thì là hai cây thú nha quý vị. Bây giờ nó ôm rất là sát luôn ha. Chân dài luôn quý cô chú anh chị nha. Ôm rất là sát luôn nha quý vị. Này nó hai cây này nó dính luôn rồi cô chú anh chị. Nó dính nhau ôm sát luôn ha. Nhìn nó cũng quá quái. Như vậy thấy nó ôm sát nhau cả dài đỏ như vậy đó. Rồi con xin thông số con thấy chút. Giờ mình đo cái hoành của một cái thân thôi nha quý vị. Tại vị trí này là 23. Dạ, 23. Rồi. Cái tổng của hai cái thân này nó là bao nhiêu đây? Tổng của hai thân nữa là 36. Dạ. Rồi. Chiều cao của cây được 50. Đường kính được 50 quý vị. Quý vị mà tách ra được thì hai cây mai thú như quý vị. Nó cũng ôm sát nhưng mà chắc có lẽ nó chưa có liền nữa như quý vị. Này cái chân này nó bỏ cũng khéo lắm. Dạ mình giao lưu cây này giá bao nhiêu vậy hả chú ha? Cây số 1 này giao lưu với quý vị là 1.800.000. Dạ 1.800.000 nha quý cô chú anh chị. 1.800.000. Mã số 1. Con đỏ nha. Dạ tiếp theo là cây mã số 2. Rồi cây số 2 nha quý vị. Phôi mai vàng cây này nhìn lực cây nha cô này, chú. Nó cũng có một cái nét nó giống như con thú ngồi nha quý vị. Rồi nhìn cũng lực cây lắm quý cô chú. Nó có bỏ chân ra nha quý vị. Rồi con xin thông số luôn chú ha. Rồi. Rồi, tại vị trí đây nha quý vị. Đây là 20 quý vị. Dạ, con được 20. 20. Chiều cao được 55. Đường kính bầu được 49. Đó. Quý vị thấy ha, cái cây này cũng có một cái thế ha, cũng lạ lạ ha quý vị. Dạ, mình giao giá bao nhiêu vậy hả chú? Cây số 2 này giao lưu với quý vị là 1.700.000. Dạ 1.700.000 luôn cô chú chị. Cây này sát lớn lực cây nha cô chú nha. Nhìn ở ngoài cũng đẹp lắm nha quý vị. Có duyên ha. Con đổi luôn à. Dạ mã số 3. Cô mai vàng luôn cô chú chị nha. Tiếp tục là mấy cây số 3 nha quý vị. Cây số 3 này cái dáng trực như quý vị. Đế cũng bỏ đều ha. Để bỏ đều. Con xin thông số luôn chú ha. Rồi. Cây này đế cũng khá nha cô chú anh chị. Quanh cái cây tại vị trí này là 20
gần 24 nữa quý vị. Dạ, 24. Tí xíu thôi. Đường cao, chiều cao của cây được 50. Đường kính bầu được 46. Đó, cây, cái cây ha, bỏ đế cũng rất là đều ha. Dạ, mình giao lưu giá bao nhiêu vậy hả chú? Cây số 3 giao lưu với quý vị là 1.200.000. Dạ, 1.200.000 thôi cô chú anh chị. 1.200.000. Dạ, rồi. Rồi. Mã số 4. Rồi, cây số 4 nha quý vị. Rồi, cây này nó ngoái đầu nhìn cũng... cây số 4 này là cây nó hơi ngoái cái đầu nha quý vị. Nó có một cái mình ha. Dạ. Rồi. Rồi, cậu xin thông số luôn chú nha. Rồi. Gần ngay cái eo này nó là 329 đi quý vị. Dạ, 29. 29. Chiều cao của cái cổ ngoái là được 44. Đường kính bầu được 37. Mình về nó ngoái cái đầu ha quý vị. Rồi, cái số 4 này giao lưu quý vị là 1 triệu. Dạ, 1 triệu trắng luôn. 1 triệu trắng. Rồi, báo ship cho quý vị tới nhà luôn nha quý vị. Dạ, rồi. Rồi, rồi tiếp tục là cái số 5. Dạ, mã số 5. Cái này phong cao hơn xíu là dáng hơi siêu nha cô chú anh chị. Dáng siêu quý vị, nó có một cái co chỗ này cũng hay ha quý vị. Đó, để bỏ về đây quý vị. Dạ, ngại con xin thông số luôn chú nha. Cái này mình về ghép một số cái dòng cúc mai giờ ha, hoặc là mai sắn á cô chú anh chị. Cũng đẹp lắm luôn ha. Đường kính tại chỗ này là 29 nha quý vị. Dạ 29. 29. Chiều cao. Chiều cao của cây tại vị trí này là 9 được 60. Dạ cao 60. Dạ 60. Vành 43 quý vị. Đường kính 43, đường kính bầu 43. Dạ. Dạ, cái này là phôi mai vàng mã số 5 nha cô chú anh chị. Số 5. Mình giao lưu giá bao nhiêu hả chú? Cây số 5 giao lưu quý vị là 1 triệu rưỡi. Dạ, 1 triệu rưỡi. Cây này sắc lớn là lùng lực. Lực cây nha mấy cô chú anh chị. Có một cái cò đây cũng hay lắm nè. Cây này lực cây chứ không có lùng. Dạ rồi, con đổi thôi chú ha. Dạ. Tiếp sang là mình cây số 6 nha quý vị. Đây là con thú ha quý vị. Rồi xác lớn luôn cô chú anh chị nha. Con thú đây. Đó. Không biết con gì mà nó mập dữ lắm cô chú anh chị. Nó đang nằm hay quý vị. Cái này cái cọng rễ bên đây mình cũng có thể cắt bỏ được ha. Cọng rễ bên đây nó đối xứng với cọng rễ bên đây. Có thể là mình cắt bỏ hoặc là mình nuôi thì làm nó vẫn làm được cái chân quý vị. Này bụng bự luôn ha. Bự đó. Dạ, con xin thông số luôn chú nha. Tại vị trí này là 34 quý vị. Dạ, 34. 34. Cái mình của con thú nó tới 55 nữa quý vị. Chiều dài con thú 55 ha. Chiều cao được 33. Đường kính bầu được 52. Thú nha quý vị. Về quý vị có thể dưỡng cái rễ này hoặc là cắt bỏ cũng được. Nếu dưỡng thì nên được một cái chân nữa quý vị, chân hông ha. Cây này mình sắc lớn luôn, mình giao lưu giá bao nhiêu hả chú? Cây số 6 giao lưu với quý vị là 2.900.000. Dạ 2.900.000 nha cô chú anh chị nha. 2.900.000 cho con thú này đó quý vị. Dạ. Dạ. Dạ mã số 7. 7. Mã số 7 này mình không biết cái con gì nữa quý vị. Có một con thú mập luôn cô chú anh chị. Nó có chân như quý vị. Đó. Cái chân sau nó dài vậy đó quý vị. Cái sáu này bụng bự dữ cây này thì nó có hai thân quý vị. Nếu quý vị chơi
cái hồi đầu thì quý vị lấy cái thân dưới như quý vị. Dạ. À. Nhìn nó cũng quái quái lắm thôi chú anh chị ha. Rất là già như quý vị, cây này già cây lắm. Dạ, rồi con xin thông số thôi hả chú. Dạ. Nó già cây nó lên da men xù xì luôn rồi cô chú anh chị nha. Tại đây được 37 quý vị. Dạ 37. 37. Chiều cao được 49. Rồi, nguyên cái mình của nó là rất thấp dài như quý vị, nguyên cái mình của nó là 65 quý vị. Dạ rồi. Đó, nguyên cái mình nó là 65. Dạ, chiều cao bao nhiêu hết chú? Chiều cao được 42. Dạ. Rồi cái hoành của một cái thân lớn như cái gì, hoành thân lớn chỗ này được 24. Dạ. Rồi. À, con cây này về cái gì ghép một số dòng của giống mới về ha. Dạ mình giao lưu giá bao nhiêu hả chú ha? Cây số 7. Số 7. Cây số 7 giao lưu với chị là 3,5 triệu. Dạ 3,5 triệu. Cây này sắc lớn nha cô chú anh chị. Sắc lớn luôn. Vàng nhánh luôn như quý vị. Dạ. Rồi. Con nở luôn chú ha. Dạ. Nhà mã số 8. Mã số 8. Cây này cũng dáng hơi siêu quá cô chú anh chị mà sắc lớn luôn nha. Dáng người siêu sắc lớn như quý vị. Rồi cũng có hình thú như quý vị. Ra đây cái đế này là chủ nhà cắt trước. Đế nó vàng ánh quá. Cắt trước rồi giờ lên nó kéo xẹo hết trơn chứ quý vị. Nó có rễ nhỏ ở dưới rồi đó. Dạ, con xin thông số luôn chú nha. Cây này hoành cũng khá lắm quý vị chú anh chị. Hoành ở tại vị trí này là 35. Dạ, hoành được 35. 35 hoành. Chiều cao là được 70. Dạ. Rồi, cái mình thú nó cũng dài lắm đó quý vị. Mình thú tại chỗ này nó cũng là 55 đó. Dạ rồi. À. Trời, cây phôi xác lớn mã số 8 này mình giao lưu giá bao nhiêu hả chú? Mã số 8 này giao lưu cái gì là 3 triệu 3. Dạ, 3 triệu 3 trăm ngàn. 3 triệu 3, 3 triệu 3 trăm ngàn. Dạ. Rồi, đó. Dạ, cây mã số cây 9. Cây số 9 như quý vị. Cây này là cây cũ như quý vị. Dạ, bonsai lực luôn cô chú chị. Nó cũ nó đã được trước cái đi, bây giờ nó lên tàn vậy đó quý vị. Dạ. Bây giờ mình cũng chừa cái nhánh nó lên gì nữa quý vị, ghép vô ha quý vị. Ghép vô nhánh đó thì nó an toàn và nó sống khỏe hơn là mình ghép vô trong mấy cái đầu ha. Dạ. Cái này phần thân dưới lên da cóc luôn rồi đó. Đó quý vị, bây giờ nó là xù cái này cái bằng xù xù cóc nữa quý vị. Dạ. Xù cóc hết trơn. Rồi, đến lực lực cũng gãy bấu xuống luôn cô chú anh chị nha. À, bấu xuống như bàn tay như vậy. Dạ, rồi con xin thông số luôn ạ. À. Cây này thì lùng lực này nè quý vị. Rồi, tại vị trí này là 32 quý vị. Dạ, 32. 32. Chiều cao được 40. Đường kính bầu được 38. À, nó xù ra cốc, nó xù như này là nổi lên hết trơn nha quý vị, cộm luôn. Dạ. À. Một bonsai lùng lực mã số 9 nha cô chú anh chị. Dạ, con xin giá luôn hả chú ha. Mã số 9 này giao lưu quý vị là 2,5 triệu. Dạ, 2,5 triệu. 2,5 triệu cho cây xù cốc ha. Dạ, con đổi luôn chú nha. Dạ, rồi, tiếp tục là cây số 10. Cây này cũng lực cây luôn nha cô chú. Cây này nó có trò sẵn nha quý vị. Quý vị chỉ cần về ghép về vô trong những cái nhánh đó là tốt, rất tốt nha quý vị. Cái này mình ghép chột hả cô chú anh chị? Ghép cắt ngang đây, mình ghép vô đây luôn. Dạ. Nó sẽ chắc hơn là mình ghép vô những cái đầu ha. Nó không bị gió tét.
Rồi đế sởn ngon luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Đó, đế rất là nhiều quý vị, một cụm luôn ha. Đây là con xin thông số luôn chú nha. Dạ. Quanh tại vị trí này nó là gần 40 đó quý vị. Dạ 40. Gần 40. Chiều cao được 42. Đường kính bầu là 46. À, quý vị về ha quý vị. Cắt thì ghép vô mấy cái đầu nhánh này nó rất là tốt quý vị, nó không bị gió tét ha, nặng nó cũng không tét nữa. Sống nó không có bị bỏ nhánh ha. Dạ mình giao lưu giá bao nhiêu hết chú? À, cây số 10 này cũng giao lưu với quý vị là 2,5 triệu. Dạ 2,5 triệu. 2,5 triệu. Mã số 10. Mã số 10. Dạ. Dạ mã số 11. Cây số 11. Mã số 11. Cây này nó cũng có tược nhánh sẵn nha quý vị. Có tược gần luôn rồi cô chú anh chị, nó có cái chọt này mình ghép đi ha. Bảo đảm với quý vị là về sống khỏe luôn ha. Dạ. Bộ đế hai lớp đế luôn nha quý vị, ở dưới lớp ở trên đất nè. Dạ có đế luôn nha cô chú anh chị. Đế luôn. Dạ. Cây nhìn cũng đẹp đẹp lắm quý vị. Dạ. Dạ. Rồi, con xin thông số luôn chú nha. Số đây ha. Tại vị trí này là 28 hay gì? Dạ 28 quạnh. 28 quạnh. Chiều cao được 62. Đường kính bầu được 50. À. Dạ, rồi. Cây mã số 11 nha cô chú chị. Cây mã số 11. Dạ, con xin giá giao lưu luôn chú nha. Cây giá giao lưu của cây 11 này là 1,7 triệu quý vị. Dạ. Là 1,7 triệu. Giá rất dễ với cho quý vị dễ chơi ha. Rồi 1,7 triệu cây này sát lớn về. Luôn á cô chú anh chị. À, về là quý vị ghép liền luôn nha quý vị, không cần để ha. Còn nếu mua phôi về còn quý vị còn biết chờ thì phải chờ lên chọc cỡ này ghép nó mới chắc ăn nha. Dạ. Mã số 12. Mã số 12. Mã số 12 này là cũng cái cây lên chọc sẵn nha quý vị. Về quý vị ghép vô mấy cái chòi đó là ok ha. Nếu quý vị mua thì mình cũng cố gắng là giữ mấy cái ghép cái tược đó cho quý vị. Thì quý vị ghép. Dạ. Cây số 12 này là cây cũng rắn thú nha quý vị. Thú ngồi ha. Có hai chân trước ha. Đó, sởm vậy. Dạ rồi, con xin thông số một chút ha. À, hai chân trước cũng bỏ vậy đó. Tại đây là 33 quý vị. Dạ 33 quạnh. 33 quạnh. Chiều cao được 45. Đường kính bầu được 50. Đó, vậy thấy một con thú ha. Con này con thú rất hay luôn quý vị. Dạ lùng lực luôn đó cô chú anh chị. Dạ. Mình giao lưu giá bao nhiêu hết chú? Cây số 12 này giao lưu quý vị là 2,4 triệu. Dạ 2,4 triệu. 2,4 triệu. Dạ con đỡ đây chú nha. Dạ. Đây là mã số 13. Dạ 13 cũng là phô mai vàng đâm tuột sống khỏe luôn nha. Dạ. Quý cô chú anh chị. Cây rất là mạnh như quý vị. Cây này thì cây đế nó ná như là một con thú như quý vị. Có mình ha. Có hai chân trước ha. Cây này thì nó có một cái sẹo như quý vị, nhưng mà không sao, cái sẹo này đã nó thạch rồi quý vị. Dạ. Dạ. Dạ, con xin thông số luôn chú nha. Tại đây là 31 chú quý vị. Dạ, 31. 31 quạnh. Chiều cao được 49. Đường kính bầu được 47. À, cây này nó
cũng hay đấy quý vị, quý vị thấy nó cũng có đế nó bỏ cũng đẹp ha. Dạ. Có duyên lắm. Mã số 12 13. Mình, 13 mình giao lưu giống như thế chứ. Cây số 13 này giao lưu quý vị là 1.800.000. Dạ 1.800.000. 1.800.000. Dạ, mã số 13 con lỏ này ha. Dạ. Tiếp theo là mình mã số 14 nha quý vị. Dạ. Rồi. Số 14 thì nó cũng có ra tượt trời sống khỏe như quý vị. Đó, nó có một cái mình vậy ha. Rồi, rồi nhóc lên. Nó dặn ha. À, đó, nó dặn mình vậy. Là, dặn mình hết cho các chị. À, để nó vậy đấy quý vị, cộng to to không ha. Dạ, dạ con xin năm số luôn hết chú. Rồi. Đo chỗ này đi ha quý vị. Chỗ này là 32. 32 còn xích lên trên này đi. Trên này cũng trái nữa chơi. Là 28 quý vị. Dạ. Chiều cao được 61. Đường kính bầu được 39 quý vị. À. Dạ cái mã số 15. Số 14 quý vị. 14. Mình giao lưu giá bao nhiêu đó chú? Mã số 14 này giao lưu quý vị là 1.500.000. Dạ 1.500.000 mã số 14. 1.500.000 mã số 14. Cũng rất là già cây quý vị, nó lên xù u nần hết trơn ha. Dạ. Dạ sành sùi luôn ha. Dạ con đỏ luôn chú ha. Dạ. Rồi tiếp theo là mình mã cây mã số 15 nha quý vị. Dạ. Mã số 15. Số 15. Cũng là phôi mai vàng sát lớn luôn cô chú anh chị ha. Sát lớn xù xì già, rất là già cây nha quý vị. Cây này cũng đã đâm ba mấy hoành ha. Ờ ba mấy hoành. Đế bỏ ra cũng rất là được ha quý vị. Có bắp có eo ở trên ha. Cộng gửi lực không nha cô chú. Gửi to rồi đó. Đó. Dạ, con xin số đầu hoành luôn đi chú ha. Giờ mình đo ngay chỗ này một cái nha. Tại chỗ này là 35 nha quý vị. Dạ. Rồi. Chiều cao của cây được là 45. Đường kính bầu được 38 nha quý vị. À, cây số 15 nó vậy đó quý vị. Rất là già cây ha, cây khỏe nha quý vị. Mấy này nữa mình ghép cho mấy cái chột nữa mà. Mình ghép cho mấy cái chột này là an toàn lắm quý vị, khỏi sợ lo nó bị tét bị bỏ nhánh ha. Dạ. Dạ mình giao lưu giá bao nhiêu ạ? Cây số 15 này giao lưu với quý vị là 1.700.000. Dạ rồi, 1.700.000 mã số 15. 15. Dạ. Dạ tiếp theo mình giao lưu cây mã số 16 nha cô chú anh chị. Rồi. Mình giao lưu cây này giá nó hơi siêu siêu nha cô chú nha. Dướng à. Dạ mình xây qua xây lại thôi chú. Dạ mã số 16 cái này dán siêu có cốt cành luôn nha cô chú anh chị. Dán siêu cốt cành cũng tương đối nha quý vị. Nhưng mà đặc biệt cái cây số 16 này là cũng là cây mê thú nha quý vị. Đó. À, chú quý vị thấy hai cái chân tôi bỏ như vậy ha. Dạ. Hai chân trước bỏ như vậy, chân sau như vậy đó. Rồi cô chú mình không thích chơi phong cao thì chơi lùng lực luôn hả cô chú anh chị? Nếu không chơi phong cao thì quý vị tán tới đoạn này hả quý vị? Dạ. Đoạn này thì ra một con thú luôn hả quý vị? Bây giờ nếu để như vậy thì vừa thú mà vừa tàn. Phong cao luôn. Dạ. Còn nếu quý vị không thích phong cao thì quý vị tán xuống phần đoạn này là ok ha. Dạ. Đó. Cốt cành thì đều có đều hết với cô chú anh chị nha. Đó, bây giờ thấy con thú à, đó. Hai cái chân bỏ cũng rất là khéo nha quý vị, rất là đều luôn ha. Hai chân bỏ xuống gì đều luôn. Dạ, rồi con xin thông số luôn nha chú. Rồi. Tại vị trí này là 32 quý vị. Dạ. Đường kính bầu là 53. Chiều cao của cây 1m5 đi quý vị. Dạ cao 1,5 luôn cô chú anh chị nha. 1,5 m.
Đó, một con thú có cốc cành ha. Rồi cây này mình ghép là mau chơi hết cô chú anh chị, chỉ cần có điều luôn ạ. Dạ con xin giá giao lưu luôn nha chú. Phôi thứ 16 này giao lưu với quý vị là 5,5 triệu. Dạ rồi 5,5 triệu nha cô chú anh chị. 5,5 triệu cho con thú có phong cao hả quý vị, cốc cành ha. Dạ rồi. Rồi tục là cây số mã số thứ 17 nha quý vị. Cây này thì cũng sát cũng to ha, rất là già cây luôn. Đế lực lắm với cô chú anh chị nha. Cộng đế to to không quý vị, trải ở phía sau thì rất là dày ha. Cây này thì cũng có thú lai thú thôi nha quý vị, không được thú ha. Dạ rồi con xin thông số luôn hết chú. Rồi. Hoa mai vàng sắc lớn nha cô chú anh chị. Tại vị trí này là 41 nha quý vị. Dạ. Tại vị trí này là 41. Chiều cao của cây được là 58. Dạ. Đường kính bầu của cây được 52. Dạ. Đó. Cây thứ 17 như quý vị. Rất là lực cây ha. Mã số 17. Mình giao lưu giá bao nhiêu hết chứ? Cây số 17 này giao lưu với quý vị là 3,2 triệu. Rồi 3,2 triệu cho cái cây sắc lớn 41 vành nha quý vị. Dạ. Rồi. Cây số 18. Dạ, mã số 18. Mã số 18 cũng là một cái cây có sẵn cái cành như vậy, cành dáng hơi siêu cô chú anh chị. Nhưng mà nó được có một cái có duyên, tức là cái mình nó hơi lắc ha. Mình hơi lắc, bỏ rễ ra tương đối theo cái chiều lắc này cũng đẹp. Dạ. Rồi. Dạ. Con xin thông số cô chú nha. Rồi tại vì chiếc này là 28 nha quý vị. Dạ 28. 28. Chiều cao được 48. Đường kính bầu được 46. Ngẫu nha quý vị. Cái này mã số 17 nha cô chú anh chị. Mã số 18. 18. Mã số 18. 18 mình giao lưu giá bao nhiêu hết chú? Cây này giao lưu với quý vị là 1,5 triệu. Dạ rồi, 1,5 triệu mã số 18. Cây số 18. Dạ, con lỗi luôn ha. Rồi, cái cây thứ 19 là như cái khẩu súng hay có gì. Mã số 19, cây này dáng bay mà lắc cô chú thì lực dữ lắm, lực luôn á cô chú chị ha. Lực luôn, sát cũng khá to hay có gì. Quanh này chắc khoảng 30-40 luôn á cô chú anh chị. Rất là to luôn. Nó có một cái co cho này lắc lo bên đây nữa hay có gì. Hai vị trí lắc cũng rất là đẹp ha. Rồi đế cũng có đế luôn cô chú anh chị nha. Dạ con xin thông số luôn nha chú. Cái này này khác chà bá nữa luôn cô chú anh chị. Chà bá luôn. Chỗ này mình đo hai vị trí cho quý vị coi nha. Chỗ này là 43 quý vị. Dạ, vị trí này 43. Tại chỗ cái eo này một cái nữa nè. Chỗ này là 39,5 hả? Dạ. Rồi cái chiều bay đi, tính chiều bay cho cái lo cái co cái này đi. Là 56 quý vị. Dạ. Cái đường kính của bầu là 49. Đó quý vị thấy bầu đế cũng rất là tươm tất ha. Rất là đẹp ha. Cây này lạ nha quý vị. Dạ, mình giao lưu giá bao nhiêu vậy hết chú? Cây số 19 giao lưu quý vị là 4,2 triệu. À, 4,2 triệu. 4,2 triệu cho cây số 19. Quý vị... Lực cây lắm nha cô chú anh chị. Ở ngoài nhìn rất là lớn nha quý vị. Cây 42 vành. Dạ.
Dạ, con đã luôn chú ha. Rồi, tiếp tục là mình cây thứ 20. Một cây trực lắc luôn quý cô chú anh chị nha. À, cây trực lắc. À, quý vị thấy nó hơi lắc theo hai cái lắc ha quý vị. Một cái lắc là đây, một hai cái lắc, ba cái lắc. Dạ, trực lắc đế đều luôn cô chú anh chị ha. Đế rất đều, bỏ đều luôn ha quý vị. Bốn bên luôn nha. Cộng đế cũng lực lực không quý vị. Dạ, anh đời con xin thông số luôn ạ. À. Rồi. Tại đây nó sẽ là 34. Dạ, 34. 34 cái gì? Hoành. 34 hoành. Đường kính bầu là 60 quý vị. Chiều cao của cây được 99. Dạ. À, quý vị dòm thấy cái bộ đế ha. Rất là đều ha. Cây trực lắc mã số 20 của chú chị nha. Rồi, mã số 20. À, mình giao lưu giá bao nhiêu hết chú? Cây số 20 này giao lưu cái gì là 3 triệu chặng. Dạ rồi, 3 triệu chặng. 3 triệu chặng. Cô chú anh chị mình đăng ký kênh nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chú Phương giúp em ha. Rồi. Rồi, cái cây số 20 cũng là mã số cuối cùng nha quý vị. Rồi, cuối clip rồi cũng chúc quý vị nhiều sức khỏe. Rồi, cũng mong quý vị nhiệt tình ủng hộ. Dạ. Xin cảm ơn quý vị. Dạ rồi. Xin chào. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo ạ. Dạ. Chúc cô chú anh chị mình xem clip chọn được cây ưng ý luôn ạ. Em xin chào, kết thúc clip tại đây lần cô chú anh chị ha. Dạ.